muốn phép nhường em trái tim này mà lòng đâu có hay. Hi anh em và chào mừng mọi người quay trở lại với chương trình đánh cái quái gì bây giờ. Chỗ này đi. Biết đánh gì không biết đánh gì. Và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Sĩ Z. Mình là Sĩ Z và đây là channel của mình. Nói đi tai tính 28, 27, 26, 25. Ok. Nó cũng ngon đấy. Hai trận top 5 rồi anh em ơi. Đánh chán quá. Trận này mà top 5 nữa là vứt đấy. Là giờ hết đấy. Ai sợ ơi. Chân em Nike lâu. Nhưng mà đi tận Adidas. Ở nhà các bạn ấy lấy 4 con rồng rồi anh em ơi. Nào mình không có rồng mà chơi rồi. Em đi xuống phố em mặc quần ngô trên tiện mặc gì thì mặc. Đâu ai có hiểu được em đâu. Lâu lâu có người nhìn em lâu. Và em thấy ngay bình thường em thích bay nhưng mà hay nghe nhạc của Đen Vâu. Và em không chơi giày ra. Kêu đi dễ bị chảy ra. À, các bạn ấy top 1 này đúng không nhỉ? Thiện này em phải top 1 không nhỉ? Trông quen đó. À, chắc là mình không nhìn top vừa nãy đâu nhưng có ai là top 1 không nhỉ? Không đúng không? Nhìn nhầm hay sao? Duty vừa phát được không em? Lên đồ vừa kín mà vừa phải hở không check tattoo mới xăm. Em chơi hip hop được vài năm, theo anh chắc mới được một năm. Tinder mất giá nên lên Bumble thì em mới chốt được vài anh. Chắc không ai như you trong đêm nay. Bây giờ mình có thể cho món hắc ám này vào cũng được nhưng mà 20% máu tối đa thì cũng đầu game nó cũng không có ý nghĩa nhiều lắm, khả năng mình nếu mà thêm một tướng nữa mình sẽ cho thêm con Zeal thôi nhé. Ai đuôi này để sau. Vụ của em là mấy thanh niên hip hop trộn Vina hay. Chắc em bay rồi lúc em bay em lại nhìn anh. Chắc anh say rồi vì lúc anh say anh lại nhìn em. Em kiếm được một đống thật làm quen. 9 giờ đặt tại cả nhà ai đọc thế. 9 giờ đặt chỗ nhà hàng sen. Bán thân đấy. Quyền chân à. Ninh 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 ninh. 1-3. Bán hết nguyên tố đi à. Cũng hơi tiếc nhỉ. Không sao. Nguyên tố dễ mua lại được. Bán thần thì hơi khó. Sao anh em ơi. Quyền chân à. Quyền chân à. Cho tù len này cho nó chết một thằng luôn. Tiêu diệt một thằng luôn. Nakot để 6. Ờ nhá. Tiêu diệt một thằng làm quái gì biết thế cho Nakot cũng phải cái đó ulti được không? Nakot lại không ulti được rồi, đần quá. Dùng cái đầu đi Nguyên ơi. Ulti phát nữa em ơi. Ờ không cho tù lẹ ngon đấy. Ulti phát nữa, chết. Ờ cũng dùng cái đầu đấy, hóa ra cho tù lẹ này là một cái đường đắn này anh em ơi, may mắn quá. Tôi may mắn quá. Thời gian chỉ may mắn thôi. Cái trận này chơi bán thần thôi. Ngó ngọc đại rồi. Tướng ngon đấy nhỉ. Hốp trộn Vina hay. Chắc em bay rồi lúc em bay em lại nhìn anh. Chắc anh say rồi vì lúc anh say anh lại nhìn em. Shall you resonate for sure? Yes, baby. She wants to get loose tonight. Baby girl, phóng em lên cung trăng. Tu bleng. Ôi trời ơi, lại còn thế này nữa. Đây là, anh em biết là gì không? Anh em biết là gì không? Đây là, mình đã chịu khổ lâu quá rồi nên là Garena bắt đầu thương mình rồi đấy. Hai trận top 5 là Garena bắt đầu thương mình rồi. À, ôi ôi thằng này khổ thế nhờ, thế là nó bắt đầu cho bình tướng rồi đấy anh em ơi. Lên được luôn nhỉ. Sẽ bán con này đi không?
con Jill mang cái này đi. Chắc em bay rồi, lúc em bay em lại nhìn anh. Đấy, tạm dìu đi anh em ơi, không cần cho nó cót đâu. Trích thương phát nhé. Ôi chết, ở trận này thắng làm gì nhỉ? À thôi, chuỗi thắng cũng được. Trận này tướng mình ngon lắm rồi, nên là chơi chuỗi thắng đi. Floor xuống dưới đáy, kia chơi ở dưới đáy. Và con Tulen này sẽ ulti một con ở gần gần đây, mong là thế. Chắc em bay rồi, lúc em bay em lại nhìn anh. Chắc anh say rồi, vì lúc anh say anh lại nhìn em. Ulti một phát được không em? For sure, yes baby, she wants to get loose tonight. Baby girl, phóng em lên cung trăng. Em có thể cho con lau cũng được, con lau ulti nhiều. Đầu game con lau khá là gạch, 50. Thế mình nghĩ cái này có khả năng cho con Tulen. Mình cho con floor cũng ngon, thường cho con floor ngon quá, không thay được. Phóng em lên cung trăng, I'm be on my way. Thêm một tướng này mình thêm con Zeal nhé. Thêm nhiều nguyên tố, đầu game nguyên tố khá là khỏe. Mỗi nguyên tố cộng 2.000 máu mà em. Lần này thì... lần này gánh được. Lần này cho con Zeal đi. Chứ Tulen nó có 25 mana bây giờ. Lần này 75 rồi, cho Ngọc Đại cũng hơi thường. Ui dồi, con lau ulti một cái đường thẳng, nó gọi là thẳng tắp anh em ơi. Nhưng mà gặp con Floor này cũng hơi điên đấy, cẩn thận đấy. Các bạn này cẩn thận đấy. Cũng không điên lắm nào. Bây giờ mình còn muốn đánh... Zeal. Anh cũng được anh em ấy. Đánh con Zeal cho nó yên tâm. Mình có thể cho con Zeal 2, ở chơi Zeal 2 cũng được. Trích phương phát đấy. Một cái thương bên trái, hai cái thương bên này. Thế thì sẽ bắt được con Floor này của mình này. Xong còn đi sang chỗ con lau này, nhưng mà cũng chẳng quan trọng đâu. Không sao đâu anh em ơi, chơi được. Em châu Âu nhưng ra Canada. Em ăn qua xong rồi Lazada. Pasta và lasagna. Và đầm lấy ba cụ các bố. Nghe salsa xong rồi bachata. Vũ lạ đừng có anh là bố, em cứ bám anh kêu cha cha cha. 2021 trên Hà Nội xâm chính nhạc Việt Logiva Grand số này đặc biệt không? Thử đến một là dịch Covid hay là bọn làm nhạc chán? Tạm biệt. Spitting fire, I'm like propane, be some fucking anything shit with spitting low man. Ui, 4 thú luôn này. Nghe cũng ngon nghẻ đấy, nhưng mà thôi, mình có thương, mình có ngọc đại rồi thì mình đánh thú gì nữa anh em. Trận này chỉ có đánh bán thần thôi. À bán thần nguyên tố cái gì đó thôi. Nói chung là một cái gì đó. Hold me close and hold me fast. This magic spells you cast. This is love young process. When you press me to your heart. À, tốt này, trận này mình giữ chuỗi thắng ok quá bởi vì tướng mình khỏe. Tướng khỏe quá, không làm gì được. Không thể làm gì được. Trừ một cái trận thua hơi sàm sàm tí thôi nhưng mà... Còn lại thì khỏe. 16 sẽ lên được luôn nhỉ. 18 lên được luôn đấy, lên luôn đi. Malok thì thôi, không lấy Malok đâu. Thêm một con nguyên tố nữa nhá. Hắc ám bây giờ tầm 7 con khả năng chơi hắc ám được rồi. Chơi hắc ám cũng được. Nhưng mà bản thân mình giữ con Floor này này. Mình cũng muốn giữ cả con nguyên tố này. Mình cho nguyên tố tạm vào đã nhá. Xong rồi trận sau mình sẽ chơi hắc ám, hoặc mình có con Floor 2 mình sẽ chơi hắc ám nhá. Cho thêm hắc ám xong. Bây giờ tầm này thứ ra cái con Narcot mình. Tầm này là Narcot bắt đầu có tác dụng rồi này. Nhiều tướng. Từ nãy là Narcot đã tác dụng rồi, có Ngọc Đại này cho con Narcot điên phết, nhưng mà bây giờ mình có Zeal 2 nữa. Zeal 2 cũng khá là gánh. 40 mana.
Giời ơi, chỉ thế thôi anh em ơi. Bao giờ chơi hắc ám nhé. Trời ơi, lại chỉ thế thôi. Chịu rồi. Bốn hắc ám luôn không nhỉ? Cái này hơi điên không? Em dầu sẽ đánh thử một phát bằng ulti này cũng ok. Bế con rồng kia đâu, con rồng này fake rồi, kệ em sao đó. Bế con bắt con giòn. Đồ như trong mơ anh em ơi, thiếu truy hồn nữa. Bán thần thôi anh em ơi, chỉ đánh bán thần thì không đánh gì khác được, không gì khác mà đánh được. Cái này cho con nó cót khá nhiều đam, rồng cũng khá nhiều đam, tất nhiên là cho rồng đi, rồng sẽ yên tâm hơn. Tại nó cót mình nó không phải đứng giữa, nó cót này nó cót đứng cạnh, nên là mình cảm giác con rồng sẽ uy tín hơn. Nhớ đấy cảm nhận của mình thôi, còn anh em thích đánh kiểu quái gì thì anh em đánh thôi, đánh kiểu quái gì cũng được. Bế góc này đi anh em ơi, thích góc này hơn. Trận này sẽ bán thần chắc luôn rồi thì chắc mình không đánh nguyên tố nhá, trừ khi mình ra thêm một cái đồ 40 mana này nữa thì khả năng mình sẽ đánh nguyên tố được này. Nhưng mà trận này cũng phải ra voi, con ra voi thì mình cũng không có gì tanh nhỉ. Bạn này cầm voi đúng không? Thế bạn này phải đi này. Nếu bạn này phải đi bớt đi, bạn cầm voi đi bớt đi anh em ơi. Không mình có thể đánh thên, đánh thên bán thần cũng khá là ok vì con thên nó cũng khá là sớm mà nó ulti được. 26 thì chắc vòng sau mình lên nhất là cót này. Thắng 7 đã thua được, khó thua lắm. Thêm một tướng nữa chắc mình thêm con Zil ấy. Thêm con Zil xong mình bỏ con Floor đi, mình chơi Lumbua nữa à? Hay mình đánh hai Floor nhỉ? Nói tính sau. Không có voi nhỉ? Không ra voi nhỉ? Không voi thì đánh gì bây giờ? Nguyên tố à? Con rồng mình bị choáng. Ừ, có một cái vấn đề nan giải nữa, con rồng có thể bị choáng anh em ơi. Con Nakoth thì không. Thua trận cũng cay đấy. Ừ, biết thế cho con. Nhở, con rồng mình phải đánh thường một phát mà. Quên mất. AC3, sao mà nhắc mình vậy? Anh nhắc mình chứ. Ây à, còn thật sự. Lên ca này. Lo 2. Check phát. Thêm con Zil đi cho nó dễ chơi. Ê Shiba. Đấy, thêm mất cái chuỗi thắng của mình rồi. Được thì đánh bán thần thôi, nhưng mà bán thần thì mình đã mất cái chưa có cái ấy, chưa có cái gì ấy, quên sử tên rồi. Truy hồn. Chưa có truy hồn, chưa đánh bán thần được. Đánh bán thần, đánh Illu mà không có truy hồn nó. Nó như con chim cánh cụt đi anh em ơi. Nó có cánh nhưng mà nó không bay được. Có voi rồi này. Chắc đánh bán thần này. Ngu luôn cũng được, không thành vấn đề. Nhà có điều kiện mà anh em. Bây giờ cái quan trọng là mình muốn cho con voi này vào không, và nếu mà cho vào thì mình có muốn cho nốt nguyên tố vào không. Bán thần 2 sao hết rồi,
Voi còn mấy con? 8 con voi, nhưng mà mấy bạn này sắp sắp đi rồi. Bạn này có 3 con voi của mình này. Bạn này có 1 con voi của mình này. Bạn này có 4 con voi của mình này. Phá nhái đổi cho voi vậy anh em. Thật sự luôn đấy anh em. Thế là anh em bắt ép mình chơi rồi. Phá nhái anh em bắt ép mình chơi bán thần luôn á. Mà chơi voi luôn. Richter. Lấy Richter về tạm được, mình không đánh nguyên tố đâu. Cứ hết nguyên tố đi. Sẽ lấy cái tạm Richter này vào đi. Chơi tạm Richter phát nhá. Đấu sĩ. Cho Richter này đồ đi. Và con rồng nó sẽ thổi được luôn. Nắp nó sẽ các thứ được luôn. Tìm rồng, tìm nắp còn 4 con thôi. Lên 9 nhá. Lên 9 xong rồi mình đi tìm các con khác. Richter này tạm thời nó không có gì. Thợ săn quỷ à. Lên 9 mình có thể đánh 3 thợ săn quỷ, 2 bán thần, mấy bán thần cũng được. Cho lúc mà chưa có voi, đang đi tìm voi, chờ voi. Chứ voi một cho vào cũng hơi phí. Hơi phí công sức. Victor chết khá là sớm. Xiển được phát. Bây giờ mong ra là truy hồn anh em. Ra đồ này mà quá thuận lợi để chơi đấy. Đồ này Narcot ulti được luôn này, rồng ulti được luôn này, Illu. À không, Narcot không ulti được luôn. Narcot phải đánh thử một phát. Narcot đánh thử một phát là ulti. Ma tộc à? Đánh ma tộc cũng được trận này mà mình không có gì. Ma tộc mình sẽ chơi thêm ma lốc và con kia. Bây giờ nhá, 3 bán thần, 4 hắc ám, 7 con. 7 con cộng 3 con ma tộc là 10. Vừa đủ. À, 2 con ma tộc là 9. Thêm một con Lily, con gì đó là 10. Cũng hợp lý anh em ấy, chơi thử ma tộc phát nhá. Ma tộc bán thần. Này rồng, rồng thuở được luôn đúng không? Ê, thế thì cho rồng đồ đi. Rồng 2 rồi, yên tâm phết. Ơ, chơi thêm ma tộc. Không ai nhắc mình vậy anh em. Shiba. Rồi luôn, con Narcot làm việc hết, con rồng mình còn chưa kịp làm gì. Điên rồi thật sự. Cái trận này mình sẽ không chơi voi, mình sẽ không chơi Richter nhé. Chơi ma tộc này thôi. Mà anh em không nhắc mình gì cả, mất con ma lốc rồi. Mất con ma lốc của mình rồi. Có thể ma tộc. Ma tộc bán thần, ai gì bà. Khỏe đét. Khỏe đét anh em ơi. Khỏe đét. Ba con rồng, hai con kia. Cẩn thận ma tộc nha anh em nhé, mình thi thoảng mình đánh rồng mình hay quên không lấy ma tộc lắm. Này khá là nhiều, bạn này cái gì đây, ma tộc 5 con. Mình sẽ cuống tranh nhau ma tộc bạn này nhá. Cuống. Đánh nhiều ma tộc nhất càng tốt. 2 thương bắt đáy bên kia. 3 thương bắt bên kia, ê 3 thương bắt bên kia rồi anh em ơi. Thương và bắt bên kia thôi. Sẽ cho rồng mình thổi góc nhé. Này thôi. Tạm thời trong Richter này hơi kỳ nhưng mà không có gì khác để chơi. Ôi, rồng rồi, góc này góc kia lại đẹp này. Này rồng mình thổi chéo kia lại đẹp. Không ngờ được. Không ai biết được chữ ngờ là trong chữ ngu ấy. Đánh ngang chắc tương chuẩn, đánh ngang tương chuẩn, thổi chết luôn. Còn đấy rồng rồi thổi giữa đẹp hơn. Voi chắc khó rồi. Voi anh em tranh nhau lâu quá. Đánh voi cũng được nhỉ, bởi vì nó ra đồ. Đồ đánh voi cũng ngon. Là phân vân. Lên luôn được luôn này, nhưng mà lên luôn cũng chả có tướng gì mà chơi. Ma tộc thôi, trận này đánh ma tộc cho nó điên rồ thôi. Ma tộc bán thần, hắc ám. Góc này rồng lại thổi đẹp, ngon. Pha không ngờ được. Bạn này đi rồi. Trả cho mình mấy con rồng, mấy con nắp em ơi. Trả mình tí rồng, tí nắp đi. Bây giờ mình lên 9 rồi mình đi tìm drone là vừa. Tìm rồng, tìm nắp là vừa đấy. Trả hết ốc rồi này, hắc ám. Bạn này đánh hắc ám nhưng mà bạn này ít tướng. Bạn này đánh hắc ám, à mình là mình nhỉ, còn đây.
Thế thì ít nhà này khắc ám à? Thế pha này roll luôn đi em. Roll luôn tìm không? Đức Phạm đi không? Ma tộc này, ma tộc này. Thên thì cân nhắc. Nhưng mà không lấy cũng không sao, 6 con này 6 con nọ thôi, bỏ con Thên đi. Lên sớm đi anh em ơi, voi cũng... voi cũng muốn bỏ. Bỏ voi đi. Muốn lên sớm rồi mày, nhiều tiền. Nhà rầu, có điều kiện. Chứ con voi... voi trận này các bạn ấy cầm, vẫn còn giữ voi quá. Rồng 6 con, nắc 6 con, quả này rồi không ai tìm. Ok đấy anh em ơi. Ê, 25 thì cái đồ này không cần cho con ấy, cho con Floor đi. Cho con Floor, cho con Ritter nó tự ulti được rồi. 25 mana của cái bán thần là nó tự ulti được rồi. Ơ, thế thì chơi bán thần với cả... với cả thợ săn quỷ cũng hiệu quả phết nhỉ. 3 thợ săn, 4 hắc ám, 2 bán thần, 3 bán thần càng tốt. Cũng hiệu quả ấy. Bây giờ mình nghĩ nhá. Ta tạm thời 2 con ma tộc vào nhá. Các khổ bệnh đi. Thế thì mình sẽ cho cái này cho con Malok nè. Chơi ra Illu nhỉ. Lily cũng muốn lấy. Malok bay đi. Cho Lily ở lại. Kích thêm cái gì thì kích. Này không biết cho con gì bây giờ. Malok tạm đi, không biết cho ai. Floor này bỏ thôi. Đến tập này thì cũng không chơi Floor được nữa. Ra con cát, ra con này. Tạm được thêm 3 ma tộc Lily. Kỳ phết anh em ơi, đánh đội hình kỳ vãi. Mình cũng chưa ra Illu ạ. Malok nhảy được một phát kìa, ngon phết. Rồng thì khạc ra truy hồn. Điên phết anh em ơi. 3 ma tộc con rồng mình thổi điên quá. Được đấy. Đây cần cái truy hồn. 3 ma tộc điên quá anh em ơi. Bình thường chả bao giờ đánh ba tộc với thú đâu, nhưng mà à bạn ba tộc với hắc ám đâu, mà công nhận đội hình điên thật. Thêm con bán thần nữa, xem người sắc thánh đi. Ừ, choi à, choi cũng được, choi cần choi cho con này, cần choi cho con này. Thắng tạm cho con gì bây giờ, không cho con gì luôn. Đây luôn này. Thế thì cho Illu này. Đồ này cho Illu này. Cạnh con rồng sẽ thổi luôn nắc cót, ulti. Thế rồng cầm vào cái này nhá. Trách phát thương nhá, bởi các bạn có thể bế mình lên. Bế góc này. Kịp chạy. Nhanh thế. Kịp chạy anh em ơi. Quay ra quay vào đã thấy chết này. Xử nhanh thật. Bây giờ không có lấy con Lily nữa đúng không? Bán Lily đi này. Vera cũng bán đi thôi. Mình đang chờ con cát. Mà cót thêm con nữa. Quả lấy lỗi anh em ơi. Lấy lỗi đấy. Đấy. Quên mất bạn này có thể bây giờ còn ít nhà để counter mình. Nhưng mà bây giờ mình đủ rồi. Bây giờ mình còn thiếu con cát thôi. Cho bỏ giờ con teo ulti điên quá. Teo ulti chết hết luôn. Mất một con. Okay, gặp thiện rồi này, mình gặp bạn kia, bây giờ mình gặp bạn này, bạn này thì không có gì. Không có gì, mình né con Voncat ra, mình sẽ thổi được con teo này đi. Thổi góc nào ra con teo này được nhỉ? Chéo góc này, trong. Thổi trong. Illu đến đây, đang có đường tin. Tulen đến đây. Em đến buồn 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 hay vui. Nèo 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 nèo. Bế được con cát không? Bế được con cát. Góc này thổi đến teo đúng không? Ừ đến teo mà đúng không? Nhầm không nhỉ? Hay mình... teo là sống dai quá em ơi. Rồi nhầm. Khá dở. Rồi luôn, các bạn phải thua. Thôi bây giờ chắc là mình sẽ chơi chiến thuật kiểu mình chờ máu thôi. Chứ trận này mình hơi khó, trận này không có truy hồn, chưa có con cát. Đi tìm con cát phát. Bảo bạn ấy bế mình luôn thì các bạn ấy cũng không bế được đâu, nhưng mà...
cát nhỉ? Tìm luôn đi em ơi. Ilu 2 Nakot. Thôi bây giờ chuồn nhá. Bây giờ Ilu mình phải đứng cạnh con này đứng cạnh con kia. Ok. Check phát này. Mình cát đúng không? Mà lốp nhảy được một phát. Né được đam con teo, Nakot ulti ốc. À Nakot phải đứng cạnh con Ilu nữa anh em ơi. Rất nhiều vấn đề nhỉ. Nakot mình phải đứng cạnh Ilu nữa. Đấy thắng mình cũng thì giết phong cát bọn mình chết đổi thú khỏe quá. Tuy mình không có tanh được cái đánh ma tộc này thì nó lại không có tanh. Nakot mới là ma lốp 1. Nakot thì chắc lên được thôi. Chắc lên được một con Nakot nữa là ngon. Khả năng các bạn ấy sẽ dìm Nakot mình. Các bạn ấy cầm Nakot ám rồng. Căng. Ơ thêm một tướng nữa, tại mình thêm con Lily. Thêm con Lily đúng không? Thêm Lily ở chuẩn bài. Tạm con dĩ vào đây. Tạm voi vào. Buồn hay vui. Đeo. Thêm một tướng nữa thì mình thêm tướng gì nữa nhỉ? Eo nhiều tướng quá, chết rồi. Tướng quá ta. Ơ, xong 10 tướng 3, 4. Đủ 10 rồi mà nhỉ? À, 9 tướng. Mình có một thẻ ma tộc mà. Thế mình đánh thêm con voi, mình đánh thêm con thêm gì nữa, thế không lấy nhỉ? Thêm con thêm được mà. Thêm một con Lily là hợp lý nhất rồi nhưng mà. Nhưng mà mình có thể thêm con thêm. Ui, sợ còn lại thế này nữa. Từ bình tĩnh đi, bình tĩnh. Này ném cho khác. Từ từ, đang dối quá anh em ơi, bình tĩnh. Dối quá. Này cho con Ilu. À, cái này cho Ilu đi. Cho Ilu cho nó ulti chết điên luôn. Đây tìm con cát, Nakot này. Cùng chiến à? Để thêm cùng chiến được em ơi. Nhưng mà cần thêm con voi 2 được, chứ chắc đã thắng được em. Chắc đã sống được đến đấy. Ra nhỉ? Voi 2 này. Ma lốc 2. Cát cũng không đủ, con Nakot này cũng không đủ điên anh em ơi. Nakot này cầm ma tộc đi. Cho sử dụng Nakot ma tộc đi. Ilu thì cầm hai kết đi. Cho nó điên. Nakot này nó lại chém ra sát thương chuẩn đánh mới điên được. Voi thì bị lên voi 2, ma lốc lên ma lốc 2 chết rồi. Hết tiền anh em ơi, hay bán hai con voi đi nhỉ. Bán hai con voi đi. Chứ mình đánh con voi không yên tâm lắm, thiệt con giáp của bệnh. Ừ, thế cái này nên cho con rồng, thế này nên cho con Nakot đi. Thêm tướng. Chơi được em ơi, mình còn cầm con quái gì đây nữa. Lily này. Ok. Thêm qua con cát nhỉ. Thêm con cát anh em ơi. Ok, thương bắt đáy bên kia. Rồng truy hồn thổi góc này. Rồng này không thổi được luôn à? Nakot mình có thể điên được luôn không? Mình có thể hóa điên được không? À mình gặp bạn kia rồi, gặp bạn này. Nakot một phát chém thường rồi nó chém ra sát thương chuẩn. Tuy choáng, không choáng. Đó, cái đi rồi. Cái này đi. Hiện này sao? Cái này đi. Ok, bình tĩnh em ơi. Chơi được. Bây giờ mình còn thừa một tướng nữa, mình đang không. À mình đây là con phong. Mình thừa một tướng mà sao mình không lên con voi 2. Ê hôm nay não mình bị làm sao ấy, thề luôn. Mình kiểu gì. Mình lên con voi 2 mà, mình thừa một tướng mà. Lên voi 2, lên Lily 2. Được rồi, thế thì dây cuối cùng nhé. Này bạn thiện đúng không, thượng bay sang bên kia đúng không. Cát bay sang góc này đúng không, cho này đứng đây nhá. Bây giờ Nakot thì bay được sang góc này, con cát này không chắc không thoáng được luôn đâu nhỉ. 60. Nên xui anh em ơi. Rồng này khả năng mình muốn tra ra góc không. Thôi, chả vịt mình thế.
cắt sang bên này à, bế à, chạy góc à. Sao em mong Nacot mình sống được đến lúc đấy để mình làm việc thôi. Billy không muốn đi được phát nào. Thôi đi. Khó quá vậy, sao mình không có con cát nào nhỉ? Chết rồi, còn không thay được vị trí tướng rồi, mình liều quá vừa rồi quá. Ta ơi, khó quá ta ơi, mình còn không thay được vị trí tướng nữa rồi. Lily, con này sẽ handle được tất cả chỗ kia nhá. Này cho con Lily đi. Mình cần đồ thêm bộ cào. Tạ nhái thôi, thôi đi rồi, tôi còn không cho con cát vào được, chết rồi rồi chứ. Mình sống được một vòng này không? Mình sống được vòng này không? Không sống thì quá là được. Kệ anh em ơi. Cho em con cát. Tiên sử đầu mất, trời ơi. Con cát nhảy, ui, con cát góc kia nhảy. Ma tộc chém một phát. Ôi, shiba, lỗi quá. Cái pha bán tướng lỗi quá, bán hết tướng đi xong rồi. Bỏ con voi nhưng mà con voi không quan trọng. Quả đấy mình không kịp lắp. Đéo hữu quả đi. Quả đấy tay nó cứ... Tay run quá. Ôi, shiba. Nó kinh nghiệm lắm. Còn nó kinh nghiệm lắm anh em ạ. Cái mình đến đây kết thúc rồi, nếu bạn thích keep trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Bye bye.